bác ơi. Đây khả năng trên đường này là con đường rừng rồi. Khả năng đi vay để khánh kiếm lại mà cháu gái mà hai mắt bị hư đấy ạ, rồi tay bị tật đấy ạ. Khả năng kiếm cháu để mà giúp cháu một chút, với lại cũng hỏi sơ rõ hơn hoàn cảnh của cháu ấy. Lần trước thì Khánh gặp cháu vô tình thôi, mình gặp cháu trên đường đi ngay chỗ chợ Suối Nho vậy thôi ấy. Thì thấy về nghĩ lại thì thấy cháu cũng tội nghiệp quá, thấy cũng xúc động với hoàn cảnh của cháu lắm. Cho nên thôi Khánh cũng vô đây Khánh hỏi thử, đi kiếm cháu ở tầm này cũng khá xa, từ chợ Suối Nho mà đến đây thì Khánh nghĩ là phải có 6-7 cây số ấy ạ, khá xa đấy. Thôi đi kiếm cháu một tí, cháu đang ở trong này, cháu đi làm mướn trong này này. Nên thôi mình đi kiếm một tí, hỏi cháu một tí với giúp cháu một chút. Con đường khá xa chứ bạn. Hôm bữa cháu mãi trong này mà cháu chạy ra tới ngoài Suối Nho, cháu nói là 5 cây số nhưng mà Khánh nghĩ chắc hơn một tí. Đây thì khả năng ở khu vực này là người ta gọi là ấp 2, thuộc về khu vực ấp 2B. Ấp 2B của xã Xuân Bắc, rồi huyện là huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. À, nhìn cung đường này Khánh lại nhớ trước đây Khánh đi Phú Lý, với lại đi trên con đường từ xã Thanh Sơn qua Phú Lý ấy các bác. Nó cũng giống giống đấy ạ, con đường chưa được làm kỹ cho nên khó khăn lắm. À, Thái đây rồi. Thái đang đâu chạy ra à, Thái ơi? Nhà em là chỗ trên cơ sở đấy á. À đâu Thái đâu? Ồ đây luôn à. Đây đi bác ạ. Tìm được em ở trong này là đây là một cái khu trang trại. Trang trại cũng cách trung tâm khoảng 4 km thôi. Mà con đường vào thì xấu lắm. Là khu trang trại rừng cây đấy chứ bác ạ. Tới rồi thì các bác thấy rừng cây này. Có những căn nhà tiếp ở trong này cần đây, các bác thấy rừng cây khá đẹp, trang trại lớn lắm các bác ạ. Nói trước đây là đây người ta nuôi cả cá sấu hay sao các bác ạ, trồng rừng khá đẹp. Đây các bác thấy đẹp lắm. Khung cảnh đẹp quá các bác, nhưng mà tiếc cái Khánh đến đây muộn rồi, Khánh đi thì khá xa rồi nên Khánh đến tới đây là 4 giờ nhưng mà trời lại muốn mưa cho nên tối om. Đây anh quản lý ở trang trại. Hôm nay trời có vẻ nó tối giờ thấy rồi. Ồ đây đã quá, cây cối nhiều nhỉ. Ủa mái trong kia nữa dài vậy ạ. À. Khi bác ơi, khung cảnh thì rất là đẹp quý bác ạ. Ở đây là trang trại tư nhân đấy ạ. Đây là nó rất là lớn luôn. Anh Phong đang đi ngó đấy ạ. Những cái tàn cây và những cánh đồng, cánh rừng ở phía sau nghe nói có con sông lớn lắm. Đấy quý bác ạ, đây là khu vực rừng của tư nhân. Nghe anh nói là có khoảng 200 mẫu đấy quý bác ạ. Khá lớn luôn. Hôm nay trời cứ sập xình muốn mưa với nó tối các bác ạ. Đây các cháu được ở nhờ căn nhà này là căn nhà mà người ta cho ở vậy thôi. Đây các bác coi này, đi đâu là con dắt đi. Đấy, đang ấy dép cho mẹ. Đi dép cao luôn. Đấy các bác quý chưa?
là gái là ngày xưa lúc thì lúc bị ấy thì còn có chị với em ở nhà, còn bây giờ lại đi đâu có con dẫn đi nè. Đây, chào mấy bé này. Đi đang tập trung sẵn rồi. Đâu vậy con? Cháu đây là hai cháu này đây à? À hai con đây. Ừ. À, cháu ơi vậy ngày xưa cháu bị mìn ấy là cháu đi lấy sắt phế liệu à hay sao cháu? À đi lượn đồng nát á. Là năm đấy cháu bao nhiêu tuổi để cháu đi lượn? Năm đấy cháu được 7-8 tuổi. À 7-8 tuổi rồi à? À mới có 7-8 tuổi thôi á? À mà đã đi lượn đồng nát rồi. Cha mẹ. À mà thằng nhỏ không biết đi lượm là nhặt quả mìn đập chúng vô đá hay sao mẹ cho kể. À đã cầm tay rồi.
xong bắt đầu là mình cầm lên tay, xong bắt đầu mình cầm đi đi mình đi đi lại lại vậy, cái mình đập cái hòn đá cái nó nổ luôn hả chồng? Dạ. À vậy đó. À vậy là thời bé là bố mẹ cháu cũng cứ đi nhặt phế liệu vậy đấy. Dạ. À xong ở Gia Lai á? Là cháu ở Gia Lai mà cháu ở trong Bột Mì, trong Phú Cường. Phú Cường là cũng ở Gia Lai luôn hả cháu, hay là cháu vào đâu? Cháu Gia Lai là tỉnh của cháu, cháu ở trong nông thôn này. À nông thôn chỗ à Chư Xe à cháu, à chú nghe chỗ đấy, à chú cũng nghe. Ơ vậy cháu ơi, vậy cháu ngồi bệt xuống đi, cháu ngồi à, cháu ngồi thoải mái tí. À, cháu vậy là thời đó cháu ở Chư Xe không vậy đẹp à vậy là thì đó là cháu ở trong Chư Xe đấy, xong rồi bố mẹ cũng đi làm nhặt ve chai vậy thôi chứ không có ruộng rẫy gì chứ. À vậy cháu bị hồi 8 tuổi xong rồi sau này cháu lập gia đình là cháu lập ở đấy hay là ở đâu? À cũng lập gia đình dưới đấy luôn. À vậy mà thời xưa thì cháu đi học được lớp mấy thì cháu nghỉ ta? À vậy à, vậy xong rồi bị vậy cái là đi cấp cứu, cái người ta bị mất cái tay với mắt luôn à cháu? À còn chân thì không sao? Chân cháu cũng bị mà đây này. À ôi giời. Ồ vậy đó cháu. À, may là mất thịt chứ còn xương thì không sao phải không? Đi lại cứ bình thường được luôn à cháu? Đi xa thì không đi được, còn đi gần đi được. À vậy nó mất nhiều nha, vậy chân nó mất miếng to nha. Ồ ghê, tôi mới có 8 tuổi là bé lớn hơn bé này tí chứ mấy cháu. À, vậy giờ bình thường sinh hoạt thì sao, cháu nấu cơm được không? Không, cháu có em trai giúp phụ. À vậy là cháu vô đây có chồng hai chị em, chị đây là em gái hay chị cháu? Em gái à? Em gái ruột. À em gái ruột xong em trai ruột luôn á. À vậy nấu cơm không nấu được luôn á? À mấy chị em đi chung với nhau qua đây, bố cháu thì mất lâu rồi. À còn mẹ cháu thì đi lấy chồng xa nên cháu không biết mẹ ở đâu luôn, nên là mấy chị em kéo nhau lên đây. À tức là mẹ cháu bỏ rơi tụi cháu, mẹ cháu đi lấy chồng xa. À vậy mẹ cháu bỏ từ hồi cháu chưa lập gia đình luôn, hồi cháu còn đang bé luôn. À vậy nữa xong mẹ đi, mẹ cứ bỏ đi vậy cũng không biết mẹ đâu luôn. Xong mấy chị em tự lo với bố, còn tới giờ này là bố mất rồi à? Mẹ, bố cháu mất lâu rồi, bố mất được 5 năm rồi. À 5 năm rồi, còn mấy chị em cứ ở với nhau vậy đấy. Dạ. Xong lúc vô đây làm ăn là cũng đi Honda hay đi gì cháu? Đi đặt bằng xe giường nằm á. À đặt bằng xe giường nằm mà. À xong bây giờ cái Honda này là ở đây nông trại họ đưa cho mình hay là cháu mua hay sao ta? Cháu với em trai chợ tự gom tiền tự mua. À vào đây với mua à? Ừ. À còn đi xe là đặt xe giường nằm đấy. Hôm bữa chú cũng gặp một em trai em đi bộ từ chỗ chú trồng bơm là cắt chú mấy chục cây xong em đi về tới Gia Lai, thì cho thấy Gia Lai có xa không? Dạ. Nhưng cháu đi xe giường nằm về đây thì hết bao lâu với về tới đây? Đi từ 5 giờ chiều đến tới đây là 5 giờ sáng. À 5 giờ chiều vậy là đi 12 tiếng. Dạ. À vậy. À vậy xong cháu lập gia đình với chồng cháu là từ ngoài quê đấy luôn. Xong bắt đầu là vào đây, mà vào đây nhiều lần chưa hay là mới vào tháng 5 lần đầu tiên? Mới vào lần đầu tiên. À giờ không biết đường về, họ cũng về hết rồi. Với lại cháu, gia đình cháu vừa ở dưới quê, cháu có cất một căn nhà nhưng mà do mấy đứa nhỏ nó đi chăn bò, nó phá, nó chồng cháu đi làm nó ở nhà nó đốt rơm xung quanh nhà, cái cháy hết nhà cháu. Ồ, cháy cả nhà luôn rồi á? Dạ, chồng cháu đi mượn vay tiền nên giờ làm lại một cái nhà nên chồng cháu phải ở lại đây làm để trả tiền nợ cho người ta. À như vậy là mình xây cái nhà xong mình bỏ đấy mình đi vào đây mình làm ăn, mà nghe nói ở nhà là mấy đứa trần trâu nó vào nó phá hết rồi, mất hết rồi. À cháy luôn cả nhà rồi á? À đó vậy đó. Vậy ngày trước thì cháu ở ngoài quê thì cháu làm cái gì, nuôi hai đứa con vậy thì sao? Có em ở nhà dưỡng hai đứa này thôi. À vậy ạ. Chồng đi làm là cài hết cửa lại để cho ba mẹ con ở trong nhà. À mỗi lần mà đi làm ấy à? À đi. Cháu gần mặt đường mà thả sợ hai đứa này đi ra ngoài đường. À gần mặt đường ở trong Chư Xe đấy. Xong rồi mỗi lần mà chồng đi làm là phải khóa cửa ngoài để ba mẹ con ở trong nhà thôi. Ồ vậy cũng nguy hiểm nha, ví dụ lỡ cháy nhà là mệt đấy nha. À như vậy đấy là bình thường là may cũng có chồng này rồi, bình thường ở với các em nữa, các em chăm, các em phụ cho đúng không? À đó vậy đó. À vậy bình thường bây giờ sinh hoạt như là con cháu này kia cho thay áo cho nó này kia được không? Cháu làm được không? Nó lớn nó tự thay được mà. À nhưng mà lúc nó nhỏ nhỏ ấy. Lúc nhỏ nhỏ thì cháu ở nhà thì có em gái cho đây nó chưa lấy chồng chứ mà ở chung. À vậy đấy. À vậy là may có em gái để cũng cứ chăm cho vậy đấy. À vậy em gái bây giờ cũng lấy chồng lâu chưa cháu? Cũng lấy ngoài quê lấy luôn á? Lấy được 3 năm.
À, vậy cháu được 5 năm, còn em gái là 3 năm đấy. Như vậy là hai chị em cứ đi với nhau vậy. Mà hôm bữa cháu vào đây cái bị Covid thì cũng cứ ở trong này thôi chị. Đây chồng cháu đi làm cho trang trại đây hay có đi làm ở bên ngoài nữa không? Không, làm trong trang trại đây. Sao mà biết chỗ này mà đến, có người giới thiệu đến à hay sao? Tại vì bữa trước cái ông chú em trai của bố cháu nó cũng giới thiệu, nó kêu là làm ở ngoài đây. Nên là giới thiệu nên chồng cháu lên đây làm, xong ông chú lại về, xong hai vợ chồng ở lại làm, xong cháu lại điện cho em gái lên làm chung luôn. Giúp đỡ nhau. Như vậy là mới đầu vợ chồng cháu vào đây trước á? Vậy ông chú cũng kêu hai vợ chồng bắt đầu cháu vào đây cháu làm trước, xong rồi lại kêu thêm em gái vô đúng không? Mà khi em gái vô tới đây là ông chú lại về mất rồi chứ. Vậy chạy Honda về luôn hả chồng? Vậy. Như vậy là ở đây là cũng có điện, có điện hay sao không chồng? Điện nhiều chứ, trang chạy lớn nha. Vậy thôi, từ hồi ngày xưa là cháu cũng đi học vậy, xong cháu cũng đi phụ mẹ, với là bị cái từ hồi đó là giờ mắt nó bị luôn à cháu, từ hồi bị cái là không thấy gì nó luôn à? Cái nằm viện tính tới 8 tháng rồi. 8 tháng luôn à cháu? Vậy đó. Bây giờ đâu có về quê được, ruộng đấy thì không có, nhà cửa không có, chồng cháu mới đi vay nợ người ta mới làm được một cái nhà tôn nhỏ. Giờ thì phải đi làm để kiếm tiền trả nợ cho người ta. Ngoài quê vẫn còn nợ luôn. Tội nghiệp, cái nhà có cái nhà mà bé bé thôi à, mà cháy luôn rồi, bỏ không ai coi luôn. Mà ba có ba mẹ con là lúc đó con bé mới còn 1 tuổi mà nó chưa biết nên nó cứ khóc à, cho thấy nóng nóng cho ra ngoài cái thấy tự nhiên ngửi thấy mùi khói vậy nữa la lên, xong người ta ra người ta kêu ba mẹ con đi chỗ khác không chết thì nhà bị cháy rồi. Vậy đấy. Như vậy là cháy từ hồi cháu đang ở đấy rồi xong cháu biết vào đây. Chứ không phải là vào đây rồi xong nó cháy đúng không? Nghe nhờ. Vậy trong này thì các cháu thấy ở trong này thiếu thốn cái gì hay khó khăn cái gì nhất? Đi chợ có dễ không? Chú thấy là tới Xuân Bắc đi chợ à? Suối Nho á? Sao? Chợ thì thường thường thì cháu không đi hay đi ra Suối Nho để xin rồi. Đúng không? Có đi xin nữa à? Vậy thì... Mình chồng con làm ngày có 200 đâu có đủ ăn đâu. Không đủ ăn luôn à? Vậy lâu lâu cháu là chú nhỏ cháu đi xin nữa vậy hôm bữa chú gặp, vô tình chú gặp thì chú lại thấy đi mua đồ ăn vậy đấy. Vậy mỗi lần mà cháu đi như vậy thì và em gái này chở đi á hay sao cháu? Hai chị em cũng vậy luôn, cứ đi vậy luôn sao giờ không dám mua thịt gì á. Như vậy là tại vì chồng làm ngày có 200 đi mà ở đây thì người ta cho ở, người ta không lấy tiền nhà rồi đúng không? Nhưng mà vẫn thiếu thốn tiền thuốc thang hay tiền gì đấy cho nên lâu lâu cháu còn đi xin nữa. Đi xin phải Suối Nho đấy. Đã vậy chú hiểu rồi. Mà đi xin là mấy tiếng, cứ khoảng 3-4 tiếng thì có thể cũng được 200, có khi trăm mấy, 200 thì 200 mấy cũng có à chồng? Vậy cũng quý. Là những người ở chợ họ cho hay là người đi đường họ cho cháu? Ra vậy đó. Vậy như các cháu này chỉ ra Suối Nho chứ đâu có ra Gia Kiệm bao giờ đúng không? Đúng rồi. Lúc nào khó khăn quá thì thôi lại lại đi xin đấy. Còn hôm bữa chú gặp là đi xin hay là đi mua đồ? Chồng cháu đưa cháu đi mua thuốc. Mua thuốc với mua đồ ăn, chú thấy mua cái gì đấy mà? Người ta cho đồ ăn. Người ta cho hả cháu? Dạ. Vậy hả? Tội quá, ngày nào cũng phải đi xin người ta cho. Vậy đấy, vậy cũng quý nhỉ. Dành nhau cái gì đây? Cái gì đây? Hai đứa con gái luôn. Chưa uống mà chưa uống sữa bao giờ luôn. Trước tiếc quá, chúng là chú mua kẹo mà nhiều khi chú cứ lù bù việc này việc kia chú quên luôn. Quên ăn xong lần sau nhắc chú khăn nhá. Đấy. Đâu có biết đâu mà. Đấy, khán đi thì cứ vội nghĩ trong đầu rồi nhưng mà trong quá trình làm việc thì cứ lu bu. Mua kẹo thích hơn luôn đấy nhỉ. Vậy mấy đứa này thì là nó biết chữ gì không cháu? Chắc không biết đâu nhỉ. Chưa đi học bao giờ đúng không? Nhưng nó biết tiếng Việt không cháu nhỉ? Bé này biết không cháu? Nó hiểu không cháu? Còn cháu đúng ra là cháu là người dân tộc gì cháu?
À, người người Gia Lai nhưng mà dân tộc gì nhỉ? Dân tộc Gia Lai. À, dân tộc Gia Lai luôn. À, tỉnh Gia Lai còn dân tộc Gia Lai luôn, tức là ngày xưa truyền thống ở đấy rồi đó. À, anh biết rồi. Gia Lai ở à, đâu vậy? Ờ, cháu làm việc căn bản tay cháu có làm được việc gì không? Thay áo cho con là được đúng không? Rồi quấy sữa, quấy nước thì được hết chứ nhỉ? Giặt quần áo có giặt được không? Không có giặt được không cháu? Cháu có phải làm mấy việc đấy không? Có khi là cháu đi làm về con muộn không có ai giặt cho nó, cháu tự giặt đạp bằng chân. À, giặt bằng chân à? À, vậy đấy. Còn như mình nấu cơm, nấu nước thì cũng khó lắm, không? Hạn chế lắm đúng không cháu? Tại không nhìn thấy nguy hiểm đúng không? Nấu nước uống sôi hay cái gì cũng nguy hiểm nhỉ? Tại khó gì cháu có một cái tay à? À. Đây cái bác này, quay sinh hoạt của em gái này. Một sọ dép. Một sọ dép. Đấy, đi dép cao hơi nguy hiểm. Dép cà phê là mua. À. Đang sọ dép không thấy khó. Ờ. Đâu đó, sọ dép lộn. Rồi, biết rồi, đúng đôi dép rồi. Nào, chồng đào, rồi, đẹp trai rồi. Ờ. Vậy cháu, bình thường cơm nước là sao? Cháu đi làm về với nấu à? Hay là sao? Hay với cháu à? Cháu nấu à? Hay là vợ nấu? À, không biết đường nấu là cứ cháu đi làm buổi trưa xong cháu về. Để nấu cơm ăn xong rồi cái tối cũng vậy à cháu? Nấu buổi sáng, ăn sáng, trưa về nấu. À, vậy cháu ví dụ như là hai vợ chồng đi chợ hàng ngày thì có đi được không hay sao? Đồ ăn thì sao? Đồ ăn thì tới đi mua. Đi mua ngày nào cũng đi được á? Lâu lâu một lần mua. Lâu lâu mua lần á? Xong mình có tủ lạnh để mình trữ à hay sao? Không có tủ lạnh luôn à? Mua mình... ít thôi. À, mua ít thôi, lâu lâu mới mua á? Mua ăn mấy ngày luôn á? Lúc nào ăn là mi, ăn... À, vậy á? Đi hái, ăn đu đấy. À, vậy đó. À, vậy cháu cưới vợ cháu, vậy là hai vợ chồng cưới nhau được bao nhiêu năm rồi cháu? 8 năm rồi. 8 năm rồi à? À, vậy đấy. À, vậy cứ vậy, cứ cháu đi làm là chính rồi. Vợ ở nhà thì nhờ em hay là nhờ giờ có con nó coi cho à kìa? Dạ, hai đứa nhỏ nó quay mẹ ở nhà. À. Mày đua cha. Hoa. Nào thử cái nào. Này giới thiệu, vậy là cháu đi chợ là cứ mấy ngày mới đi một lần à? À, yên chưa coi cả. Đâu này ăn cái gì đây? Này cái gì đây ta? Thịt à? Cá. À, có đậu phụ, có cá. Đâu chứ coi cái nào cho bác xem nào. Đấy, hai vợ chồng ăn cái này là cả nhà ăn hay là có mỗi gia đình cháu riêng? Một gia đình cháu thôi. À, một gia đình cháu thôi. À, lâu lâu mới có mà. Lâu lâu mới có à? Dạ dạ. À, hôm bữa chú thấy đi xong rồi vác về một mớ ức gà hay cái gì ấy đúng không? Người ta cho đấy. À, người ta cho à? À, may mắn vậy. À, mưa rồi. Qua nhà à, kệ các chú. À, đâu còn ăn ca cơm vậy còn cái gì đồ ăn gì nữa à? Nào. À, cũng có căn đậu phụ luôn à? À, căn rau rau này ở đâu có ngoài chợ luôn à? Ngoài chợ luôn. À. Đi mua sáng 5-6 giờ. À vậy à? À, đi mua là chồng cho đi mua luôn. À vậy đấy. Ừ. Đây hai vợ chồng đây. Nhưng mà chưa có cái tủ lạnh luôn. À, tại mới vào có 3 tháng. À, không chưa có. À, vậy đấy. À, quý bác ơi, cảnh thiên nhiên đẹp. Ơ, ở đây có cái chòi gác này chẳng. Cảnh thiên nhiên đẹp nhưng mà trời mưa rồi. Tí nữa là Khánh về là coi chừng tối nay Khánh phải ngủ đây rồi. Cháu ơi, vậy hai vợ chồng cháu là cứ đi đâu ở với nhau vậy đấy, quý nhờ. À, chú thấy hạnh phúc ấy. À, mà bây giờ vợ cháu bảo là quê vợ cháu còn mấy đứa em mà mỗi đứa đi à, chạy mồ côi rồi à? À, bốn đứa em luôn. À, bố mất rồi, mẹ thì bỏ đi từ bé rồi đúng không? Mẹ đã đi lấy chồng xa rồi. À, lấy chồng xa từ lâu chưa, bao nhiêu năm rồi cháu nhìn thấy mẹ? À, nhưng mà từ hồi mẹ cháu đi là lâu chưa? Lâu rồi. Lúc cháu cưới là mẹ cháu có ở đây không hay là đi rồi? Có, mẹ có ở đây. À, vậy à? À, xong rồi bây giờ
À, vậy là ở trong này là có ba anh em luôn, ba anh em, còn bốn đứa em ở ngoài đó là ở đâu cháu? Bốn đứa em còn lại thì ở đâu? À, ở cô nhi viện đấy. À, à vậy là đây, ở đây chưa có tủ lặn. Vậy giờ con các cháu nó chưa biết chữ gì hết à nhà? À, vậy nó có cái giải trí bằng cái gì? Nó có tivi coi hay gì không cháu? Vậy à, có vậy à, không có gì nó coi về giải trí là tivi, điện thoại có màn hình không cháu? Dạ, nhà cháu có điện thoại, điện thoại của em trai cháu à, điện thoại của em trai thôi á. À, như vậy là chưa có cái gì để giải trí hết. À, mấy lần chú gọi cho cháu cái số đấy nhưng mà là điện thoại của em trai cháu thôi. À, hèn chi chú thấy em trai nó đưa chú. À, đây cái bác này, các cháu ở đây cũng đơn sơ, chưa có tủ lạnh, chưa có tủ lạnh, chưa có gì hết. Đấy, đây giải trí không có cái gì luôn các bạn. Các cháu bé nó cũng chưa có cái điện thoại hay cái tivi để giải trí gì hết đấy, trong rừng vậy thôi, chưa biết chữ luôn. Đây là nơi các cháu được ở nhà không mất tiền phòng trọ. Đấy, cái bác thấy. Đấy. Vậy ngày xưa trai ơi, ngày trước là chú nghe nói vợ cháu bảo là mượn tiền ngoài đấy xây cái nhà đấy á. Nợ nhiều không cháu? Nợ nhiều không? Mượn nhiều không? 15 triệu á? À, xong rồi cái nhà đấy thế bảo cháy rồi à? Cháy lâu rồi á? À, bây giờ coi như cái nhà đấy giờ tan hoang luôn, về phải dừng lại á? À, vậy à? Không. À, đây là mất làm cái nhà 15 triệu xong rồi nó cháy. Vậy cái thời gian mà nó cháy thì các cháu đang ngoài đấy xong rồi sao phải đi ở nhờ đâu à? Hay sao cháu? À, nhờ đứa em à? À, vậy đó. Còn hôm nay các cháu ở đây là có mấy người cháu già? Mấy gia đình cháu? Có gia đình cháu, có gia đình em đấy chứ? Với ai nữa không cháu? À, bà con ở dưới đâu cháu? Ở dưới kia là Thái không? À vậy à, à vậy. À. Là mấy người kia họ đi làm chung hai vợ chồng hết à? À cũng đi chung hết luôn không cháu? À. Nhà ta thì có hai vợ chồng làm chung với nhau. À. Nhiều họ ăn vẫn còn đủ. À mấy người kia họ đi làm là có hai đầu lương nhỉ? Hai vợ chồng đều làm được, còn cháu là luôn luôn là chỉ có mỗi chồng đi làm thôi đúng không? À còn cháu là nếu mà lâu lâu mà cảm thấy nghèo quá là đi ra ngoài suối nho đi xin người ta cho gì thì cho đúng không? Có khi cho tiền, cho gạo, cho cơm gì khoảng cháu. À. Không có gạo, không có cơm, không có được ăn gì thì cũng đi xin. À vậy. À. Như chú vừa nói thôi, chú lấy của anh chị Hiền Minh ấy, người ngoài Gia Kiệm ấy nhá. Người Phúc Nhạc ấy thôi giúp các cháu 1,5 triệu. Để các cháu nếu mà có điều kiện để dành thì càng tốt, hay sắm cái gì? Hay sắm cái gì đấy thì sắm nhá. À rồi vậy đi Phong, đưa cho cháu xịt cho Phong, là xịt tay, xịt tiền hay xịt tay? Xịt tay. À vậy được rồi, vậy nhá. Đấy vậy nhá, rồi đây. Vậy cháu, các cháu cảm ơn bạn Thường Quân cái đi nhá. Cháu xin cảm ơn bạn Thường Quân đã theo hoàn cảnh gia đình cháu. À rồi, của anh chị Hiền Minh nhá. Đấy, hôm nay tụi chú vô đây là xa xôi lắm mà thấy hoàn cảnh các cháu cũng khó khăn, bị vậy đấy rồi cũng thương nhau ấy, nên chú mới đáng chú vô đấy nhá. À vậy. À rồi vậy đây, cả ông này đấy nha, đáng nuôi vợ cho tốt nha. Có nhà bị cháy mất rồi. À, mà con cái chưa có cái gì xem. Rồi tới cặp này cái nào, phỏng vấn cặp này cái nào. Cặp này là cháu đây là lấy chồng từ năm 18 cũng được. Cũng, à, hai đứa con à cháu? Bé này với bé nào đâu? Đứa trai đứa gái này. À. À vậy cắt nhau mấy tuổi? Cắt nhau chắc 2-3 tuổi à cháu? À vậy. À, thì bao nhiêu cháu? 5-1 á? À cắt nhau có 1 tuổi thế à? À vậy ngày xưa bố mẹ là chú thấy vậy là 7 đứa con, còn mai mốt tương lai mình mấy đứa ta? Không biết nữa. À, thôi chú giúp cho gia đình cháu 500 nhá. 500 của anh chị Hiền Minh ở ngoài Phúc Nhạc luôn nhá. À có hai chị em thì chú giúp vậy. Tại cháu cũng không thuộc dạng không đi làm được. Hôm bữa chú gặp các cháu thì chú lấy tiền của cái chú Thu Vinh kia, còn nay chú lấy tiền của người khác nhá. À giúp các cháu tí vậy. Xong em chỉ tay cho cháu em rồi. À, mà, à sợ à con? Nãy cho sữa rồi hay? À
À rồi vậy thôi Phong gửi cho cháu 500 đi. Chỉ tay cho cháu rồi gửi cháu 500. Rồi thôi cũng giúp vợ chồng cháu vậy nha. Chúc các cháu sức khỏe với lại công việc trôi chảy bình an nữa nha. Ở trong này thì chú thấy hơi sợ sợ rắn rết gì không ta? Có bắt gặp rắn nhiều lần. À gặp rắn nhiều lắm đúng không? Mà gặp nó là mừng hay là lo? Tại chú thấy nhiều thì, chú thấy nhiều người mừng là lấy về nhậu mừng lắm, còn chú chỉ sợ. À rắn độc không đúng không cháu? À chồng con cứ lo ở nhà cứ bảo khóa cửa lại ở trong nhà sợ rắn. Mấy đứa nó không biết. À đúng rồi. À còn sợ gặp rắn là mấy đứa bé nó không biết nó nghịch đấy đúng không? À vậy chồng nguyên dặn vậy không đúng không? À đấy em đúng. Của chồng cháu bị chết hai đứa bị rắn cắn. Trời ơi, em của chồng á? À vậy á cháu. Nhà cháu có mấy anh em? Sáu anh em. Sáu anh em ở hai em trai luôn á. Cũng đi vào rừng xong bị rắn cắn á. Hai em gái. Hai em gái á? Gái bị cắn lâu rồi. À đang ở nhà như vậy cũng bị rắn cắn á cháu hay là sao? Đi lấy măng bị rắn cắn chết á cơ. Ờ cái bác thấy tội nghiệp không? Cháu ở đây thì bố cũng mất rồi, mẹ bỏ đi này. Rồi hai vợ chồng xây cái nhà thì bị cháy mất rồi, nợ 15 triệu này. Còn cháu trai kia cũng có hai người em cũng bị rắn cắn chết đấy. Rồi vậy nhá, vậy bây giờ còn hai gia đình ở trong này nữa, Phong thôi, Phong gửi giúp ăn mỗi gia đình 300 đi. Tại mưa gió thì mình không đến được thôi. À đưa ai cũng được, em cứ đưa cho vậy. Thôi còn hai gia đình trong này thì chú gửi mỗi gia đình 300 làm tí quà vậy nhá. Giúp họ, tại chú cũng không biết hoàn cảnh họ, biết nghe nói họ cũng đi làm được hết đúng không cháu rằng. Không như là hai gia đình cháu đi làm con người. À. Đấy Phong gửi 600 kìa. À vậy cháu gửi lại cho hai gia đình đấy giúp chú nhá. À. Ok luôn à. À vậy nhá thôi chú này Mạnh Thường Quân là người gia kiệm chú giúp các cháu lúc khó khăn vậy nhá. À rồi vậy thôi chú các chú xong rồi. Đâu các cháu đâu? Bye cái nào? Bye bye đi nào. Bye ông ơi, chú coi biết nói tiếng Việt. Ơi giỏi. Rồi gái kia đến đây, gái đến đây. À bà chào ông cái nào? Bà chào ông Mạnh Thu làm ạ. Đâu? Bye ông. À rồi còn à biết nói tiếng Việt rồi. À mưa được cái bác ạ, mưa nó hắt vào đây. Rồi chú chào cả nhà luôn này nhá. À rồi. À đúng rồi, giờ chú về chú cũng hơi lo.